xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người cùng đến với cả chương trình ngày hội căng da không phẫu thuật của tổng quốc tế Bali. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại cơ sở 463 Kim Mã. Bây giờ thì cũng là ngày đầu tiên của chương trình ngày hội căng da, nhưng mà có thể nhìn thấy thì rất là đông các khách hàng đến để tư vấn thăm khám cũng như là đang chờ để được các bác sĩ của chúng tôi tư vấn hơn. Mọi người lưu ý là khi mà mọi người đến tại cái chương trình ngày hôm nay thì sẽ được có rất là nhiều các cái quà tặng, ngoài cái ưu đãi thẩm mỹ lên đến 1,5 tỷ đồng thì chúng ta còn có cơ hội miễn phí nhận được 3 suất tham gia trị giá 210 triệu đồng. Một vị khách hàng của chúng ta có thể dừng chân lại một chút và chia sẻ. Dạ em chào chị ơi, chị có thể chia sẻ cho bọn em một chút xíu về cái câu chuyện của chị khi hôm nay chị đến với cả chương trình ngày hội căng da của thẩm mỹ quốc tế Bali được không ạ? Xin chào mọi người, mình năm nay 35 tuổi, mình tên là Thảo. Hiện tại thì cái tuổi của mình ý, thì cái da nó đã chảy xệ rất là nhiều. Bên cạnh đó là sự lão hóa từ môi trường tác động, và bên cạnh đó là lão hóa là cũng do cái tuổi tác nữa. Cũng qua quá trình sinh nở nữa thì da của mình nó lại càng có cái độ chảy xệ nhiều hơn. Thế nên là hôm nay là cái ngày hội căng da ấy, là mình rất muốn được cái trải nghiệm cái công nghệ mới ở bên Bali. Không biết là chị đã được bác sĩ của bên em tư vấn chưa ạ? Mình đã được bác sĩ ở bên bạn tư vấn cho mình rồi. Và bây giờ là mình đang chờ là mình đang chờ để lên trải nghiệm. Dạ vâng, hôm nay khách của bên em hơi đông thì chị sẽ chờ một chút xíu nữa thì sẽ đến mình, khi mà mình làm dịch vụ thì sẽ thực sự là được trải nghiệm và cảm giác cái sự khác biệt nó như thế nào vậy nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và như mọi người có thể nhìn thấy thì hiện tại thì bây giờ cũng đang rất là đông, các vị khách hàng đang chờ để bác sĩ của chúng tôi tư vấn. Mọi người nếu như mà có thắc mắc hoặc là muốn đặt lịch trước thì mọi người có thể gọi qua số hotline 0386463463 hoặc đến trực tiếp tại cơ sở là 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Chương trình của chúng tôi diễn ra trong 4 ngày duy nhất, từ ngày 28 cho đến ngày 31 tháng 5. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong livestream sau ạ.